Em xin chào cô chú anh chị và bạn, nên chia sẻ về những cái thiết bị mà có thể mình test kiểm được ắc quy sống hay chết và cái dung lượng trong cái bình mình còn đủ xài hay không nha cô chú anh chị. Thì ngoài ra những cái đó, cô chú anh chị chỉ cần cái đồng hồ này thôi. Cái đồng hồ này, nếu cô chú anh chị biết cách tận dụng cái đồng hồ này thì nó cũng giống như một cái máy này và một cái máy như thế này thôi. Cái đồng hồ này gọi là cái đồng hồ, nó nếu anh em biết thợ biết tận dụng đồng hồ này, ngay cả mình đo mình biết là dung lượng ắc quy của mình trên xe còn đủ hay không qua cái tụt áp của nó. Khi cô chú anh chị bấm đề mình để ý thì cái đồng hồ này nếu cô chú anh chị biết tận dụng nó sẽ làm được rất là nhiều việc. Nhưng mà mình khuyên cô chú anh chị mỗi lần mua đồng hồ đó, mua cái này thôi, cái này nè, bây giờ nó khoảng 1,2 triệu, 1,3 triệu gì đó mình không nhớ, nhưng mà nó sẽ xài rất là chính xác tại vì của Nhật làm mà, Kyoritsu đó. Thì mua một cái đi rồi cô chú anh chị tận dụng, rồi cái này thì nó có bảo vệ ngược cực được hết, nó rất an toàn. Cái này thì mình chạy cũng trên 10 năm rồi nha cô chú anh chị, rất là đã đó. Thì mình test ắc quy cho cô chú anh chị xem để đo nè. Nó dễ xài, thứ nhất là nó sẽ xài, đây là đo điện máy ở dưới mâm lên là cái dấu xây dây chiều, là cái dấu ghẻ rồi một chiều nè, rồi đo ôm nè, đo thông mạch thì mình chỉnh 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 thấy cái kèn nổi lên cái là thông mạch. À, thông mạch nghĩa là có đứt đoạn dây hay không á, đứt đoạn dây nè. Trường hợp này mình đo cái đoạn dây á, đoạn dây từ đây tới đây nè, mà nó đứt ở giữa thì nó không có kêu đó. Thí dụ cái đoạn dây trong ruột á, rồi mình có thể đo được tụ nè như đây thôi. Nhưng mà chế độ được, cho anh chị thấy cái người mà lớn tuổi mình xài cũng được luôn, 1, 2, 3 đó, ba chế độ. Này là xoay chiều nè, xoay chiều cũng như điện nhà điện máy của mình. Rồi đây là một chiều nè, một chiều là điện mà bắt đầu qua sạc rồi mới đo một chiều nha cô chị, phải hiểu hai cái dòng điện này mới đo. Rồi mình thử đo đây, đây đo ắc quy đo một chiều nè, mình cắm cho cái gì thì ngược cực là bình thường đó chứ gì, ngược cực thì báo âm thôi, đồng hồ của Nhật mà không có lo hư, ngược cực thì nó báo dấu trừ 12,9 nè. Rồi nè, mình đo ngược cực lại thì nó báo dấu âm thôi, không gì hết á, dấu âm 12,9. Cái đồng hồ này đo được tất cả các xử lý điện trở điện gì nếu cô chú anh chị biết tận dụng. Rồi tiếp tục là cái cao nhất nha cô chú, cái cao nhất thì đó là cái máy Smart Tool. Thì cô chú anh chị có thể đo được điện áp ắc quy và test những cái loại cái cảm biến rồi, bây giờ thì người ta tích hợp vô luôn rồi, thì chỉ cần mua những bộ cáp này. Nhưng mà nhiều anh em đang như thế này là cũng sai nè, mình hôm nay mình sẽ test thực tế cho cô chú anh chị, thí dụ như test liên quan tới ắc quy mình phải mượn nguồn nuôi ở ngoài thì test mới đúng như cô chú anh chị. Thì mình sẽ test mượn cái nguồn nuôi cái máy nè, còn mình không mượn nguồn nuôi máy nó sẽ test không đúng nha cô chú anh chị. Nuôi máy nghĩa là mình nuôi luôn cái máy. Thì bây giờ nè, mình sẽ test cho cô chú anh chị cái bình ắc quy này. Thì cái này cắm ngược cực á, mình đã thử thử cắm ngược cực thì nó lên 20V thì nó cộng điện áp đây. Thì cố gắng mình đừng cắm ngược cực nha cô chú anh chị. Đỏ nè. Mình sẽ test cái bình ắc quy này là bình ắc quy DAT nè. DAT ngày 17 tháng 8 2022. Thì DAT này là hơn năm. Thì coi dung lượng nó còn nhiêu. Bên đây mình sạc đầy rồi nha các bạn. Sạc đầy rồi nè. Mình sạc đầy nha cô chú anh chị. Thì dung lượng của cái bình ắc quy này là còn lại 70% là vẫn xài ok nha quý vị. Xài nè, điện áp nè, dung lượng ắc quy còn lại là coi như là 68-70%. Rồi đây là cái bình mới nè, cái bình mới này mình sẽ chưa xài, coi cái máy Smart Tool nó đón rồi có đúng hay không thôi. Đây là cái đát nè, cái đát là 12 tháng 8 2023, coi chứ gì đếm ở trên xuống đát ắc quy. Thì cái bình ắc quy này mình chưa có mở tem nè, tem mình xài chuyên Đồng Nai của chứ, Đồng Nai mình làm không bảo hành cái nào luôn. Thì mình đo nè, đo cho cô chú anh chị xem đó, đây là 100% dung lượng như cô chú anh chị, coi như là cái hệ thống Mắc Tuôn người ta làm cũng tương đối chính xác. Rồi tại sao mà mình nói cô chú anh chị không mượn nguồn nuôi là như thế nào, không mượn nguồn nuôi thì cô chú anh chị để ý nè, đây là một cái bình, cái dung lượng mình mượn cái dung lượng này đi. Thường thì trên xe thì cô chú anh chị không mượn nguồn nuôi của nó thì nó sẽ bị sụt áp rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đây đây thì cô chú anh chị để ý cho mình là mình á, đang test cái bình này là 70% nè, 70% nha cô chú anh chị, 70% nè, 68-70%. Thì mình nếu
trên xe có chuyện gì sử dụng luôn, kẹp thẳng trên xe, mình tương tự nha, kẹp thẳng trên xe, kẹp thẳng trên xe nha. Đây là 6870 nha cô chú anh chị. Thì đây là mình đang kẹp thẳng trên xe, thì mình sẽ cho cô chú anh chị xem cái mức độ nó có chính xác hay không. Đó, mới nãy là 68 đến 70, thì bây giờ mình kẹp thẳng trên xe mình xem cái dung lượng như có cái gì. Đây, nó tuột chỉ còn có, nó mất hết 10% nha cô chú anh chị. Thì mình khuyên á, nếu test ắc quy muốn chuẩn á, là cô chú anh chị nên nuôi nguồn cho máy ở ngoài. Nuôi nguồn này nha cô chú anh chị, mình mượn cái đồ mình nuôi máy ở ngoài thì nó ok hơn nha cô chú anh chị. Đó là cách mình chia sẻ. Rồi tiếp theo á, đối với những anh em mà thích nhanh gọn lẹ thì kiếm những cái máy như thế này nè, mình test ắc quy rất là lẹ, rất là chuẩn. Thì mình sẽ đo dung lượng ba cái này cái mới nha cô chú anh chị, cái này là cái 1 năm tuổi nè, cái này thì mình thấy yếu nhất nè, cái này là cái không có thương hiệu mà năm 2023 gì đó, nói chung là không có thương hiệu thì xài rất kém cô chú anh chị. Cái nhìn cái dậy cái guộc bên trong đó lắc rồi nó yếu, thì mình test nè. Có cái máy này đơn giản lắm cô chú anh chị, chỉ cần kép test ngược cực hay xuôi cực gì cũng được á, ngược cực hay xuôi cực gì cũng được nè. Đó, không có sợ nha, ngược cực thì vui, xuôi cực thì máy này tại máy cơ khí thôi. Cơ khí cô chú anh chị để ý, nó trên đây nó dùng điện trở lò xo. Khi mình kéo điện như thế này nè, là mình nối điện cho nó cháy cái lò xo này lên để test mình ắc quy, gọi là vô tải cho nó. Thì cái máy này dễ lắm cô chú anh chị để ý, không có cần biết nhiều, cứ nằm ngay cái vàng trở lên nè, vàng trở lên là coi như dung lượng nó cũng còn 670, còn thí dụ xanh nè, nằm dính vô phần xanh này á thì còn có 890 đó là ok, còn đỏ là còn khoảng 50 đổ về. Thì mình cứ kéo thôi, kéo thí dụ như một cái bình này nè, mình coi dung lượng đây là 7A. Đó, dung lượng là 7A nè, 12V 7A thì mình đếm 14 giây, cứ 1A mình kéo 2 giây mình đếm nè cô chú anh chị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Thì khi vô tải rồi chứ anh chị thấy không, là cái bình này mình thấy cũng không xài được đó. 14 giây rồi chứ anh chị để ý vậy đó, là cái bình này lúc là đề lúc đầu á là đề ầm luôn, nhưng mà nhiều khi để qua đêm mới nó hết, hoặc là đề chừng cái thứ hai cái ba thì nó yếu. Thì nhiều khi cái bình này là đúng đát của nó, là nếu bình này là còn xài được là mới đúng nha cô chú anh chị, nhưng mà cuối cùng nó cũng hư đó cô chú anh chị, để nó tụt luôn nè. Nó thấy vậy đó, nhưng mà mình vô tải rồi đó, nó sẽ tụt. Là cái bình này cô chú anh chị thấy rõ ràng của con be là không có phải là bình dởm đâu. Thì đát là tháng 8 2022 thì người ta khi mà thay thì sẽ trễ 3 tháng nữa, thì cái bình này mới có 1 năm nè, thì con be nó vẫn hư. Mà mình là mình thích xài Đồng Nai, mình test tiếp cho cô chú anh chị. Thì cái bình này nè, dục ra chỉ xài chơi chơi thôi, dung lượng bên ruột nó là yếu rồi nha cô chú anh chị. Nè, mình sẽ test cho cô chú anh chị cái này. Cái này là 2023, là hình như cũng mới thay. Mình test này 6 12 giây. Chín, mười, một, 12 giây rồi cô chú anh chị. Đỏ nè, đỏ liền trở lên. Là cái bình này ok nè, cái bình này xài cho quay rim vẫn ok. Đó, cái bình này thương hiệu thì hơi tệ quá. Còn cái bình mới thì khỏi test nha cái gì, cái bình cũ mà test còn lên như vậy đó. Nè, cắm bình mới. Bình mới 7A 14 giây là bình thường nha cái gì chị. Nè, mình kéo nè. Bình mới thì vô tư, không sụt nổi đâu. Rồi chứ chị thấy đứng hình nó xanh hoài nè. Bình mới thì mình không dám kéo nhiều nha cái gì, hình này là còn bán cho khách nữa. Thì mình chia sẻ test ắc quy vậy. Cái này là đang đề ầm ầm nè, sạc. Bây giờ vô tải, nếu cô chú anh chị test không kỹ là ra bây giờ bấm đề được, nhưng mà nó sẽ giật, cái mình lo đi tìm những cái bình khác như yếu của đề rồi là thua. Đó, thấy cô chú anh chị thấy sụp áp rõ ràng. Sụp áp rõ ràng. Còn mình sử dụng smart tool mình đo cái con này là nãy là 70% thì nó vẫn hiển thị đúng như cô chú. Cái máy là những cái cơ sở mình để mình nắm dữ liệu thôi. Còn phải đánh trận ấy, giống như mình xuất xe mình phải vô test thực tế như của chú gì. Nhiều cái nó nhìn máy thì nó báo sống đó, 70% con này nãy báo 70% là quá ngon nè, nhưng mà cuối cùng vẫn chết. Thật ra cái máy nó không test tải lợi cái này nha cô chú gì, lợi cái này. Hoặc là cô chú anh chị cho trực tiếp trên xe, cô chú anh chị bấm đề trực tiếp á. Thì ai mà chưa biết sử dụng cái này á, mình hướng dẫn luôn. Ví dụ mình cắm cái này lên nè,
mình có thể gỡ cái bù ri trên xe mình ra cho cái máy nó không nổ máy được nha cô chú anh chị. Không nổ máy được thì khi mình bấm đề áp, áp rồi là đo tuột áp, nó áp từ 9V đổ lên là ok, dưới 9V là thay bình mới nha cô chú anh chị. Thì mình để ý cái quen mắt, cái nào mà cỡ 10 áp nó mình bấm đề, mình giữ đề, mình ngó vô đồng hồ liền. Mà áp cỡ 10V, 11V là quá ok. Còn 9V thì cô chú anh chị có thể thay hoặc là sạc lại vậy thôi, còn dưới 9V là buộc phải thay mới. Thì ai mà gành về cơ sở dữ liệu đồng hồ này thì mình có thể đo. Thì cách gì cô chú anh chị am hiểu thì cũng phải xử lý được hết ba cái này nha cô chú anh chị. Cuối cùng cái máy cơ khí á, cái máy cơ khí mà test tải vẫn là cái máy chính xác nhất nha cô chú anh chị. Mình xin cảm ơn các cô chú anh chị.